Chương trình tín dụng ưu đãi hộ nghèo với nhiều cơ chế ưu đãi nhất trong hoạt động ngân hàng về thủ tục vay, lãi suất, thời gian vay. Nguồn vốn vay này nhanh chóng phát huy hiệu quả trong thực tiễn cuộc sống, tiếp sức hộ nghèo vươn lên, cải thiện đời sống, thoát nghèo bền vững. Chị Nguyễn Thị Hằng ở thôn Dung, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, trước đây là hộ nghèo, cả gia đình phải ở căn nhà cấp 4, cũ nát. Cuộc sống rất khó khăn do thiếu vốn sản xuất. Năm 2012, thông qua hoạt động ủy thác của Hội Nông dân xã Hưng Đạo, gia đình chị mạnh dạn vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội số tiền 50 triệu đồng để phát triển chăn nuôi và trồng trọt. Với quyết tâm, sự nỗ lực tần tảo của chị, nhiều lứa gà, đàn dê và các cây trồng khác đã được xuất bán, kinh tế gia đình được cải thiện rõ rệt sau 2 năm sử dụng vốn vay ưu đãi hiệu quả. Bây giờ thì cũng tương đối là tạm ổn, không đến mức độ là phải so đo như trước nữa. Nguồn vốn nói chung là ngân hàng chính sách giúp đỡ, gọi là người nông dân làm ăn thế là cũng khá ổn. Ông Hoàng Văn Thắng vay theo chương trình giải quyết việc làm được 100 triệu đồng để đầu tư phát triển chăn nuôi, trang trại cây ăn quả. Có vốn, ông đã đầu tư để trồng nhãn sớm. Hiện nay ở nhiều vùng mất mùa nhãn, nhưng vườn nhãn nhà ông do áp dụng tốt khoa học kỹ thuật nên cho sai quả. Dự kiến hơn một tháng nữa sẽ cho thu khoảng 3 tấn nhãn sớm với giá cao. Cùng với đó, ông đã đầu tư chăn nuôi lợn, mỗi năm xuất bán hàng chục tấn lợn thịt, góp phần nâng cao đời sống. Hỗ trợ cho gia đình chúng tôi tăng lên một cái nguồn vốn để phát triển cái kinh tế hộ gia đình. Bình quân gia đình thì một tháng được tầm 20 triệu. Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Hưng Yên kết hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể kịp thời giúp hộ nghèo tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh. Năm 2013, doanh số cho vay hộ mới thoát nghèo trên 89 tỷ đồng, cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo trên 90 tỷ đồng và đã giúp gần 5.300 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo. Từ đầu năm 2024 đến nay, doanh số cho vay các chương trình tín dụng của ngân hàng đã đạt trên 327 tỷ đồng, trong đó cho vay hộ cận nghèo, hộ nghèo trên 31 tỷ đồng, giúp trên 6.200 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Vốn tín dụng chính sách đã giúp trên 1.700 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương để làm sao mà tăng cường nguồn vốn địa phương để ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để chúng tôi thực hiện công tác cho vay đối với hộ nghèo cũng như là các cái đối tượng chính sách khác. Theo quy định, hiện nay hộ nghèo được vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội với lãi suất là 6,6% năm. Mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo là 100 triệu đồng một hộ vay, không phải bảo đảm tiền vay. Thời hạn cho vay tối đa là 120 tháng, mức cho vay và thời gian vay như vậy để phù hợp với quá trình phát triển kinh tế của các chương trình, dự án đầu tư dài hạn.